nước Việt Nam của chúng ta đã trở thành một cường quốc về chống dịch, mặc dù không phải là một quốc gia hàng đầu trên thế giới. Và tinh thần đó cũng được thể hiện qua các MDRT của thầy tại Việt Nam. Trong năm 2020, chúng ta vẫn giữ nguyên các chỉ tiêu của MDRT và không hạ chỉ tiêu của MDRT trong năm 2021. Và các MDRT của chúng ta đã được truyền cảm hứng bởi cách chống dịch của Việt Nam để tiếp tục phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn. Và chúng ta cùng nhau phấn đấu và cam kết tiếp tục đạt được 700 MDRT vào năm 2021. Chúc tất cả các anh chị thành